khách bé mà vẫn thích chơi hoàng gia. Ngày hôm nay thì em Công Tài Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị em mình một bộ bàn ghế hoàng gia. Bên cơ sở em Công làm ra đơn hàng của một bác khách nhà rất là bé các bác. Bộ sản phẩm này thì hiện tại bên cơ sở em Công vừa hoàn thiện xong mộc thôi, vừa tưới nước lên để có thể là quay chi tiết cho các bác như là bác khách xem được cái đường vân của bộ này. Về bộ này thì bác khách có đặt là bên cơ sở em Công yêu cầu chọn vân thì đây là nguyên mộc các bác nhá. Bộ này thì đoạn dài của nó chỉ có 2m17 vân thôi. Bình thường dòng hoàng gia nó phải 2m60, nhưng mà vì nhà bác khách này rất là bé nên đâm ra là tất cả kích thước thì em đều bóp lại hết. Làm sao để lên một bộ bàn ghế đẹp mà cảm giác như là nó không bị quá là gầy các bác. Nhìn dáng dấp nó vẫn đẹp nhưng mà kích thước thì rất là bé các bác nhá. Bộ này thì đoạn dài chỉ 2m17 phân thôi. Chiều cao bộ này là 1m45 phân và sâu bộ bì bộ này em cũng đang làm là 73 phân các bác nhá. Đấy, về chiều sâu thì không thay đổi nhưng mà về phần ngang thì về phần chiều dài thì nó ngắn hơn rất khá là nhiều. Đấy, ngắn hơn 40 phân liền các bác. Đấy, bộ này thì bên cơ sở em Công đang làm là một bộ hoàng gia chân 12. Dòng vách cánh bướm anh chị em mình nhá. Đây dòng vách cánh bướm này, trương của dòng cánh bướm luôn. Đấy, rất là đẹp như này. Bộ này thì bác khách có đặt bên cơ sở công là dòng mặt tràn dày 4 phân và hàng liền một tấm các bác nhá. Mặt tràn anh chị em mình biết rồi, tất cả đều phải là dòng mặt tràn hết ạ. Đây, mặt tràn nguyên một tấm như này thì rất là giá trị. Và em có đặt luôn một tấm gỗ rất là nhiều vân như này. Hàng thì không một chút mắt nào các bác nhá, không một chút mắt, một chút rác nào để làm cho bác khách như này. Đấy, và vách này bác khách đặt bên cơ sở công là vách 4 phân này. Đấy, vách 4 phân. Trương dày 8, dòng trương đục CNC và đục lại bằng tay lại một lượt luôn. Đây, trương này thì dòng vách cánh bướm mình đục lại tay này, bác khách yêu cầu đục lại tay hết này. Trương dày 8 đục hai mặt các bác nhá, rất đẹp. Dòng trương này bên cơ sở em Công đang làm là trương liền nguyên khối luôn. Đấy, bác khách này thì ở trong miền Nam. Ok, đấy tận trong miền Nam có đặt bên cơ sở em Công nhá, còn chưa qua sửa em một lần nào. Và bộ này thì bác khách có đặt này các bác nhìn này. Tay cái điểm đặc biệt tay này. Tay là bác khách đặt tay chữ C và tay liền nguyên khối các bác nhá. Đây tay liền không chấp bản đằng trước này. Tay đằng trước là không chấp này. Liền nguyên khối luôn này, các bác nhìn vân vèo này rất đẹp. Đấy, các bạn tay chữ C này thì vân rất là đẹp tại vì các bạn thì nó rất là rộng. Đấy, mặt tràn này là 4 phân rồi. Đây mặt tràn này. Tất cả dày đậu 4 phân hết này. Cổ chỉ 3 tầng trơn là cái dòng này là rất thông dụng với dòng hoàng gia rồi đúng không bác? Yếm là dày là 4 phân, rất cả yếm 4 phân đậu hết các nhá. Các bác nhé, kể là yếm 14, 16 hay là 18 bên cơ sở cũng đều làm yếm 4 phân hết, rất dày, 4 phân nó dày như này các bác này. Siêu dày. Đấy, chân là chân 12, chân thì dòng chân cong rồi của dòng hoàng gia thì nó rất là dẻo các bác. Đấy, chân 12 nhưng mà cái phần vén dưới nó rất là bé, nhìn cảm giác nó mang lại cái sự mềm mại thướt tha cho bộ bàn ghế này. Rất đẹp như này. Đấy, bộ này thì phải đặt riêng các bác nhá, đặt riêng một kích thước làm lâu rất là nhiều. Đấy, tiếp theo là phần bàn này. Bàn này thì bác khách đặt bé hơn bình thường. Bình thường thì bàn hoàng gia nó rơi vào tầm 78 đến 81 nhưng bộ này thì bàn có 75 thôi. Bàn 75 phân. Đấy, dài là 1m50 và bàn đục họa tiết hoa lá tây này, bởi vì nhà bé đâm ra là bất kỳ cái gì cũng phải đặt bé lại các bác. Đấy. Khá là bé thế nên là mình đặt bộ bàn ghế nó bé lại nhưng mà không kém mà sang trọng các bác nhá. Bàn đục họa tiết hoa lá tây này. Hai bên làm hai ngăn kéo này và ngăn kéo bác khách yêu cầu là ngăn kéo moi. Ngăn kéo moi này sẽ đục thẳng vào trong cái gỗ luôn nhá. Đấy, đục thẳng vào trong cái miếng gỗ ấy luôn này. Và ngăn kéo thì lại âm luôn, ngăn kéo âm vào trong cái khúc gỗ như này. Đấy, ok, để em kéo ra cho. Cái này khá là nặng. Em chưa hoàn thiện, âm dạng khá là nặng đây. Đấy, đây là nguyên mộc của em nó các bác nhé. Không có một chút rác nào này, không một chút mắt nào này. Nước đến đâu thì ướt đến đấy các bác nhìn này. Nước đến đâu thì nó ướt đến đấy. Thì nhìn nó nổi vân hơn. Thì nhìn tưới nước như này thì không khác gì là khi mình BU lên các bác nhé. Mình BU lên như nào thì nước nó như vậy. Nhưng mà chỉ là BU thì mình hoàn thiện có nhiều bước thì gỗ lạt nó mịn màng hơn thôi. Đấy. Ok, sẽ cất vào đây. Ok. Tiếp đến là phần ghế đơn. Đây ghế đơn thì là theo phong cách vách cánh bướm rồi. Các bác nào mà xem bên cơ sở công nhiều cũng biết rồi. Dòng vách cánh bướm này thì làm nó lâu hơn. Và chắc chắn rồi các bạn trương này cũng rộng hơn này. Trương này nó rộng lên tới là 47 phân cơ. Bình thường dòng trương bình thường nó chỉ 41, 42 phân thôi. Dòng trương này lên tới 47 phân liền. Dòng vách cánh bướm mà. Cái trương này nó rộng hơn, nó sâu khoét vào trong này này. Đấy, và vách này thì toàn bộ là đều là vách liền nguyên tấm dày 4 phân. Tay đặc nguyên khối các bác nhá. Đấy, rất giá trị bộ này và ván mặt này. Đấy, ván mặt đều là dòng chọn vân hết. Để các cái tấm nào nhiều vân mà cảm giác vân nó đỏ au như này thì em Công sẽ thường làm là các ván mặt đẹp cho anh chị em mình. Đấy, yếm dày 4 phân, hàng tiêu chuẩn các bác nhá. Hàng này thì anh chị em mình phải đặt trước bên cơ sở em Công tầm khoảng 2 tháng. Và bộ này thì bác khách thì nhà khá là bé nên không lấy đôn kẹp ghế mà chỉ lấy hai chiếc đôn con như này thôi. Đấy, hai chiếc đôn con với kích thước là 40x40 cũng đều là chọn vân hết các bác nhé. Đấy, đều chọn vân hết này. Đấy, hàng hóa thì ví dụ các bác nào mua bên cơ sở em Công thì em Công đều quay mộc như này, ti chi tiết từng ngóc ngách một, từng em hàng một như này để cho anh chị em mình có thể kiểm tra hàng các bác nhé. Còn các bác nào mua hàng thì chắc chắn em phải chụp ảnh lại, gửi cả gầm ghế hay là tất cả các chi tiết cho anh chị em mình kiểm tra. Các bác nào quan tâm mà muốn đặt một bộ sản phẩm mà bé xinh xinh như này thì anh chị em mình phải liên hệ trực tiếp cho em Công Tài Lộc có số điện thoại là 0926 21 43
Địa chỉ bên cơ sở công ở bên đối diện công ty giày da Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội các bác nhé. Và bên cơ sở công thì bảo hành tất cả sản phẩm trong 5 năm, bảo trì trọn đời cho các bác. Và em giao hàng đến thì phải có phiếu bảo hành đầy đủ trên trạm mình. Cảm ơn các bác rất là nhiều và chúc các bác một ngày mới mạnh khỏe, thành công. Xin chào các bác.